khỏi gán nha, không cơm vô mà không ăn khỏi gán nha. Hỏi giờ Khoa mới lại nè, qua gặp chồng xong giờ quay qua đây rồi. Để dừng ngồi bên hơn luôn nữa. Ngồi ở bển có chấm mút được gì không? Ổn nổi được gái đi Khoa, có sạch sẽ Khoa. Đừng vô gái đi đâu đó. Ngồi đây nha. Trời ơi, chính mình chính ai? Anh Hưng mua cho em ạ. À? Nên anh Hưng cái gì hoài sao em bỏ anh Hưng được? Anh Hưng mua cái gì mình sẽ liếc cho mày ạ. À? Mày kém lòng hết trời. Em lên mạng coi chưa mày biết đăng rồi. Em đi giờ mày cởi chủ ở đây đi. Em đi anh. Ê chính ra Khoa bận cái bộ đồ này giống người ngoài hành tinh quá mấy người đi. Phi hành gia. Thôi má, mình mày nó sữa không với nó mắm với nó ngọt. Sao thì chứ biết gì chứ khửi quá hả? À? Thì chứ khửi qua chưa? Ba giờ mày cởi chủ ở đây đi. Thôi coi đi. Clip mà em với thân mời rồi một người. Ba cởi chủ đi. Cởi chủ anh hai mày quay liền. Thôi đó là hốt cái đống đồ ăn của mày vô bỏ thùng rác kìa. Sẵn hốt. Bỏ đồ đồng về cho mày hốt nha. Lì. Có lì gì mà. Không mà đem rác đâu lại đây mày bỏ vậy. Bỏ rác không tổng hả? Cái gông kêu bó hoa hồng là tắm túi giọng mày cái banh hết rồi. Giờ qua rồi mua qua cẩm chướng nữa rồi chứ. Chứ cái sao bỏ qua đó được không? Sao mày mua qua Ly Việt á? À, nãy ra nói chuyện với anh hôm sau rồi Khoa. Em ngồi cạnh hơn mà. Nè, à. Ê mày có anh coi cái clip em ngồi cạnh hơn đi mới đăng á. Anh mới coi chưa thấy lên. Không hăng hả? Trời ơi, hàng chi. Người mày mở miệng ra mày đạo đức mày tu tanh dưỡng tánh mày xả rác mày quăng cho người ta xuống người ta làm mày biết tội lỗi lắm không đó Khoa có nghe không? Khoa lại dọn đi, nghe lệnh ba lại dọn cái đồ không chết ơi, thấy Khoa vậy sao chết. Ủa giờ không nghe lại luôn hay sao hả? Nghe lời chết liền đó. Mình dục thì mình phải lụm lại. Mình nhìn cặp mắt giống con chuột quá mày thấy ghê luôn. Ê Khoa dọn rồi nha, đó Khoa chuẩn bị hốt rồi đó, đâu gì cầm đi ra đi để Khoa hốt đi. Bông nè, đó, quét đi. Thấy anh hai của ông Trần ngồi đây không có làm đó. Đó, Khoa làm rớt bịch đồ ăn, giờ Khoa phải lấy đồ hốt lại. Khoa đây có cái gỗ nè, đổ vô cái gỗ Khoa. Bỏ vô ngỡ Khoa. Để vô mặt mày lên á. Đó giờ Khoa hốt sạch sẽ rồi, Khoa lại vô đây đứng luôn. Cái vỏ của em hư rồi, giờ chồng em tính làm sao? Em có nói chồng em chưa? À, mua vỏ mới. Bữa Khoa lấy 200 ngàn rồi, Khoa xong đi mua vỏ đi mà giờ kêu chồng mua nữa. Gì? Nãy Khoa, bữa Khoa có 200 ngàn rồi. 200 ngàn gì? Bữa nhỏ kia đụng Khoa đó, Khoa nó đền Khoa 200 ngàn đó. Sao Khoa không mua lại đi, giờ Khoa lấy tiền nữa, Khoa giống làm tiền quá Khoa. Đó, nói chúng là những cái điểm yếu này của Khoa là Khoa rồi đó, Khoa quay qua đi, không thèm chặt. Chồng em vô chưa, anh vô nữa rồi. À. Hay là lấy tiền đi khách sạn với chồng hết rồi. Đi chai. Bây giờ uống ngoài đó một ly sinh tố mới cầu. Ủa chứ không phải lấy sinh tố gọi đầu luôn hả? Ông những Khoa cũng làm được luôn á, anh nể Khoa luôn á. Đây gì chất chuẩn bị cho Khoa cái hộp lên xào dừa nữa kìa. Dạ đúng rồi. Có đổ nó không Khoa? Mua một đúng bay được vô đây đi. Đó, hôm qua là kêu anh đi quay riêng luôn á. Đứng đây hả, đợi chồng vậy á. Em phải gọi cho ảnh chứ. Anh mới ngồi với em rồi. Khoa đâu có điện thoại đâu mà gọi. Anh nãy anh mới ngồi với em ở ngoài quán mà. Anh nói anh đi mua đồ gì á. Nhiều khi ảnh đi mua bông tặng lại cho em á Khoa. Anh có không? Dạ, ảnh mà tặng em thì sao Khoa?
Anh mua đồ cho anh chỗ là mấy anh về hết rồi à. Là có từ anh là ảnh như vậy đúng không? Không có là khác hả? Ừ. Không có là quan tâm em lắm đúng không? Đúng rồi. Anh đi đâu nữa vậy? Hôm nay em đang ngồi quán ngồi cạnh nhau rất vui vẻ lắm. Trời ơi, hạnh phúc không? Phải có anh ảnh đi. Ngại đúng không? Ừ. Không dám khổ lộ tình cảm với em đúng không? Đúng rồi. Còn cứ hai người là anh khổ lộ mạnh dạn đúng không? Rồi anh đó có nói gì với em không? Không thì em ngủ nướng nhau thôi. Nhưng mà phải có nói gì lãng mạn không? Không, bây giờ em nói đi, nãy giờ anh nói gì với em? Thì anh xin lỗi em thôi. Trời ơi, không, anh xin lỗi em. Anh có quỳ xuống đâu không? Không, anh ngồi anh đăng lý cho em ấy. Tôi nãy giờ anh làm gì, có lỗi với em bỏ qua. Trời ơi, gì? Em với anh ngồi uống ngoài quán nè. Vậy lát nữa anh vô anh hỏi nha. Anh hỏi đi. Nhìn Khoa vui lắm nè. Nãy giờ ra là chồng ta tha thứ rồi, vui quá ha. Nãy giờ ngồi giờ có còn muốn lấy lưỡi lam gặp được nữa không? Để ra ngoài người đó coi chồng đâu rồi. Ờ. Chồng mua đồ lâu quá vậy. Rồi chứ có Khoa đứng chờ chồng rồi, chứ có chờ ai không, chứ có chờ chồng nữa không? Chứ mẹ vô ngồi với chứ đi à. Thôi không đội chị chung. Anh hai về trong đường Yên ơi, anh hai ơi để lắc về đã áo mình hai hoài vậy chồng kỳ nhưng mà mực nó suốt quá chừng luôn, không lẽ đi ra ngoài kia, không lẽ ra ngoài kia ngoài kia luôn, đi ra ngoài đang quên vừa luôn rồi. Đi ngủ ra đời, nằm dẫu. Cái nó mới đưa máy về từ cà phòng nè. Nãy đâu vậy? Ta đang nằm dẫu ở ngay chợ. Thôi, còn ngủ tiền nó vô cái sạn thôi. Vét mày đâu rồi? Gì? Trời ơi, tự nhiên quá trời luôn kìa. Trời ơi. Nãy còn 700. Hồi nãy còn 700 mua đó bông hết 300 rồi. Đập bể tùm lum, bây giờ nó đã tan thành mây khói rồi. Cái này là gọi là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây rồi. Còn tới 400 nữa chứ. Vô khách sạn nó tắm gội đầu giặt đồ 400 hai đêm á. Khúi quá ai chịu, Hưng nó đâu chịu vô ngủ đâu. Nó ngủ khách sạn mua một gót gì đó tinh dầu 8 bịch bảnh. Trời ơi, vũ anh hai vô mạng nữa à. Anh hai ơi vô mạng anh cái là chết luôn thôi, khúi quắc luôn á. Chuyện chào quá, hứa bù quá. Anh ơi mới quay lại giọng tới bác thôi, bông bành cầm lùm luôn. Anh ơi, anh ba, mấy anh còn ở trong đây, cho Nâng quay vô đây. Anh Nâng về gì cầm rồi, chồng với Nâng. Chồng mới vô đây với anh Thông về luôn kìa. Đi anh Thông mới về. Anh về tắm đi. Mình mãi chưa giấy quá à. Nên anh nói là hả Khoa đi về tắm đi. Đi rồi. Mới gặp ảnh là ảnh hỏi đi khách sạn. Khách sạn mà cho nó vô giống cục lắc nó vô chuồng. À, ê mày vô khách sạn có giấy chứng minh dân không? Ảnh đó anh về rồi. Ổng về nhà ổng tắm rửa. Lá lên khách sạn rồi. Tụi bạn đi xấu với bà. Tối nay có ra làm có thường gì chứ? Chưa biết, còn đây nè. Còn nhiêu cờ? 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Đó, cái gì chức bệnh như chức vẫn bán 200 tờ nha cả nhà. Chui quá mày hiểu quần hả con? Ở đâu? Má mày về tắm đi chui quá. Vì chứ coi lại cái quần gì chứ có ra màu không? Màu đen sao vậy? Tối á nó mặc cái quần đó nó quấn cái khăn nó cầm. Ai?
cầm đó, cắp từng lá cây. Đó, vụ gì mà bằng cái chai có trái cây á. Vô cái sạch, vô thuốc. Quay em ở trong đó, anh em mình nói chuyện đi. Gì, em nói lại đi. Nếu, ý em nói là em muốn anh với anh hai vô khách sạn với em đi, anh em mình muốn quay thì nói chuyện trong đó chứ đừng có nói gì ngoài này. Em muốn nói gì em nói đi. Em muốn vô khách sạn với gì nói chuyện. Giọng là phải có trao đổi á nha. Vô cuốn họng hay sao? Chắc vô cuốn họng khoa quá. Ý em nói là muốn quay thì vô khách sạn quay. Là ý là có chai chổng sẵn không? Em vô là quay liền đúng không? Không phải, ý em nói là vô khách sạn với vô em đúng không? Vô tắm mình mẩy con to. Tối nay anh muốn gì thì qua ba anh nè. Qua cái thằng Hoàng Long đường Đồng Nai. Ờ má. Vô chổng ở chuồng hả má? Cái Đồng Nai có vô này đâu gầy chứ. Chỗ tròn nó biết á. Ừ. Phải không tròn? Chặn đó chơi đó xô xuống trong châu đất ba luôn phải không? Không phải. Ngay ở chỗ Tuấn Thành á. Chỗ thằng Tuấn nó biết á. Tuấn đi cân me đó. Tuấn nó biết chỗ ta với ngực nhập con ảo á. Đó chỗ đó. Hai cạo tí mày kìa. Gì nậu. Cạo. Không còn ăn chứ đó là sao ăn. Cái gì vậy? Thôi vừa vừa. Quá về tắm đi là còn ngói quá à. Chào mọi người nha, hôm nay dì Chức bán vé số lại sau khoảng thời gian nghỉ bệnh rồi cả nhà. Đó, hôm nay dì bán 200 tờ. Trời ơi, bớt vốn là cái chắc mê trai, ngại trai. Là kỳ này chiếc này làm hơn chừng là biết trai em. Mấy người vô xem rồi. Kênh này kênh nào á? Kênh dì Chức về đó. Thì anh có nói gì chứ, đẹp trai quá rồi chứ. Chứ xin chào, cầm ca, lại la có người cho 2 triệu rồi. Em đi buổi đời bên câu áo, em bệnh quá hết vốn rồi. Hết vốn rồi, hôm nay bán được 200 tờ nha cả mọi người. Mọi người ơi, ủng hộ cho Thảo My nha mọi người. Còn kiếm hối dịch mối chứ luôn rồi. Thảo My đang cần 1.500.000. Không có nha, nó mê trai lắm á. Mọi người trên mạng đừng có biết thằng Thảo My. Thảo My mắt con chuột, tên là Châu Anh Khoa. Châu Anh Khoa. Châu Dược. Bán bên quận 10 nha mọi người. Hello, chào Thảo My. 1.500.000 chào buổi sáng. Lấy với con bán đi cầm nha. Bạn của dì Chất này cũng bán vé số chung với dì Chất luôn nha. Qua Lan Thái Vườn nha, gặp nha. Ban ngày thì bán ở cao ốc còn tối thì qua đang